Mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện Nhà vua và đôi chân đau. Ngày xưa, có một ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn vì chân mình rất đau. Bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế. Và chặng đường của ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó vị vua hạ lệnh: hãy bọc tất cả các con đường trong đất nước lại bằng da. Hãy cho bọc tất cả các con đường trong đất nước này lại bằng da. Và điều này sẽ dẫn đến việc là phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ về tiền bạc. Bỗng một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: dạ bẩm, tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại đôi chân của ngài? Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày mới. Ý nghĩa của câu chuyện. Câu chuyện trên giúp cho chúng ta hiểu một điều. Để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, suy nghĩ của bạn, trái tim của bạn, chứ không phải bắt thế giới thay đổi. Bởi nếu bạn thay đổi, thì cả thế giới sẽ thay đổi. Nên chúng ta hãy thay đổi bản thân mình, thì chúng ta sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều.